cả nhà, đây là mẫu ukulele mới về của shop nha. Mẫu này là hiệu Dallas. Dallas. Đây là 23 nha mọi người. Cái này sản xuất của Mỹ luôn á. Hoa văn của nó cũng rất là đẹp nha, cái vân gỗ rất là đẹp. Rất là tinh tế, tỉ mỉ.